vào ngày thứ tư trong tuần, nhưng vẫn có khoảng trên dưới 300 cư dân người Mỹ gốc Việt tại Houston trên 5 chiếc xe bus, cùng với cư dân người Mỹ gốc Việt từ nhiều thành phố ở trong tiểu bang Texas như San Antonio, Dallas, Fort Worth, Austin, tạo nên một đoàn thể hơn 500 người tụ về trụ sở Quốc hội ở tại thủ phố Austin để tham dự ngày Vietnamese American Day của tiểu bang Texas. Phiên họp sáng ngày thứ Tư, ngày 8 tháng 4 năm 2015, Hạ viện tiểu bang Texas thông qua nghị quyết do dân biểu gốc Việt Herbert Võ đệ trình. Nghị quyết này tuyên bố ngày 8 tháng 4 năm 2015 là Vietnamese American Day in Texas để vinh danh người Mỹ gốc Việt tại Texas. In Health and Human Services, Erica Newrose, who's a public information officer. Following resolution, clerk will read the resolution. H.R. 1560 by vote, recognizing April 8, 2015 as Vietnamese American Day at the state capitol. After the fall of Saigon in 1975, many Vietnamese men, women, and children fled from the communists. Trong bài diễn văn đọc trước Hạ viện Texas, dân biểu Herbert Võ nhắc đến những gian khổ và hy sinh của những người Việt trên đường vượt biên, vượt biển tìm tự do sau biến cố 1975 đến nay đã 40 năm. Ông nói rằng, ngày nay, hơn 210.000 người gốc Việt đang định cư tại Texas. Họ đã được người Texas đón nhận, giúp đỡ để làm lại cuộc sống mới trong tự do, bình đẳng và bao dung. Những người Mỹ gốc Việt ngày nay đang góp phần mang lại sự phát triển về kinh tế và làm giàu văn hóa cho Texas. Dân biểu Võ nói rằng, ông đại diện cho cộng đồng người Việt tại Texas cảm ơn tình thân hữu và sự rộng lượng của cư dân Texas dành cho cộng đồng người Việt. Ông đặc biệt cảm ơn sự hy sinh, can đảm của các cựu chiến binh Hoa Kỳ và gia đình của họ ở trong cuộc chiến Việt Nam. Tuy phong tục, ngôn ngữ, văn hóa Mỹ Việt có khác nhau, nhưng chúng ta có cùng lòng yêu chuộng tự do. Nhờ công ơn của đất nước và người dân Hoa Kỳ, cộng với đức tính cần cù, kiên nhẫn, ngày nay, người Mỹ gốc Việt đã thành công và trở thành những nhà thương mại, bác sĩ, luật sư, giáo sư. They contribute to their communities in a myriad of ways as teachers, lawyers, doctors, mayors, judges, and public servants across Texas. They have also raised their families and sent their kids to the finest universities across the nation. Second generation Vietnamese Americans understand the sacrifice that were made to enter this land of great opportunity, and they have learned to appreciate American democracy. Especially today with us in the gallery, I want to recognize both the American and Vietnamese veterans for their courage. They became brothers in arms. Their background, their languages, and their cultures were very different, but their love of freedom was the same. For family of those who have lost loved ones, we pay our respects. We thank you for your sacrifice. We share in your grief and hold your loved one in our hearts. Today at 3:30 at the Vietnam War Monument on the Capitol ground, we will take a moment to recognize the service members and civilians who died during the Vietnam War. I would also like to recognize the member of the legislature who were active members of the military during the Vietnam War and risk their lives to preserve freedom. Thank you for your service. At this time, I would like to ask my fellow Vietnamese American the gallery to rise.
Chair recognizes Representative Budden. Thank you, Mr. Speaker. Vietnamese Americans, welcome to the Capitol. Isn't this country the just like you? The sky is the limit. Only in this country, in this community, the sky is the limit. We don't have to look at like everybody else. We can be so energetic, just be ourselves and excel. Don't you agree? Amen. Yep. So thank you for coming, and I so much appreciate all the wonderful colleagues are here to celebrate this wonderful Vietnamese American Day in the Capitol with us. Stand and be recognized. And now we can go visit the governor. Good job, here. And now you all can go visit with the governor, by the way. But Senator Garcia, everybody welcomes you here, but thank you. Tiểu bang Chris Abbott cũng đích thân ra gặp các đồng hương, chụp hình lưu niệm và dành nhiều thời gian bắt tay và chúc mừng từng người trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt có mặt ở trong ngày đáng ghi nhớ này. Có một điều đáng tiếc, về vấn đề an ninh cho vị thống đốc nên các camera, video và photo không được phép sử dụng. Tuy nhiên, phóng viên của đài Apple TV 55.4 cũng kịp ghi lại một vài hình ảnh kỷ niệm này bằng cell phone. Xin quý vị một tràng pháo tay cho dân biểu Hubert Bott. Dạ, càng kính thưa tất cả các bậc trưởng thượng cũng như tất cả hội đoàn quân đội, hội đoàn ái hữu, nghị viên Richard và cũng như tất cả các anh chị hiện diện hôm nay. Thứ nhất là văn phòng của dân biểu Hubert Bott đã khoản đãi bữa ăn trưa cho phái đoàn. Sau đó thì dân biểu Hubert Bott đã nói lời cảm ơn các vị mạnh thường quân Việt Nam cũng như Hoa Kỳ và quý vị đồng hương đã có mặt để tham dự buổi lễ vinh danh người Mỹ gốc Việt và nghị quyết mà thông qua đó chỉ có cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa được phép treo trên tiểu bang Texas. Hết nguyên buổi sáng thì Hạ viện cũng rất là thành công, những vị dân biểu cũng đã ủng hộ chúng ta tới cùng và cũng có một cái cơ hội mà để mà Hữu Bực Võ một lần nữa nhắc nhở cho những đồng viện tại Hạ viện là có sự hiện diện của cộng đồng người Việt của chúng ta tại những thành phố khác nhau tại tiểu bang Texas. Và cái quan trọng hơn hết là Hữu Bực Võ cũng nhắc nhở với lại những người bạn đó là hãy ủng hộ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của cộng đồng người Việt của chúng ta. Đây là cũng phải là cái điều mới lạ gì. Đồng thời, dân biểu Hubert Bott và nghị viên Richard Nguyễn đã thông báo tin mừng đến không những cho cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston mà cả tiểu bang Texas cũng như người Việt tị nạn cộng sản khắp nơi. Nghị viên Richard cũng như Hubert Bott trong những ngày sắp tới đây có thể cái này không biết là Hubert Bott và nghị viên Richard cũng đã tuyên bố trên đài 900
Radio 900 khởi tại thành phố Houston và đã tuyên bố là tại trên đường Bel Air, trên đường Beechnut và những cái con đường ngang trên Bel Air Beechnut là tổng cộng là khoảng 11 con đường khác nhau trong cái khu vực đó sẽ có thêm cái tên Việt Nam của chúng ta tại trong những cái con đường đó. Thì trong những ngày sắp tới đây thì Quốc Võ và nghị viên Richard sẽ lập ra xin mời cái sự đóng góp trong cái văn phòng của nghị viên Richard và văn phòng của Quốc Võ sẽ phối hợp mời tất cả những vị đại diện cho hội đoàn quân đội cũng như đại diện cho hội đoàn ái hữu, tất cả các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, ban đại diện cộng đồng người Việt của chúng ta tại Houston thì hợp lại và chúng ta nên đề nghị những cái tên đường khác nhau, cái đường Bel Air. Thì Hiệp Bậc Võ cũng đã có sự đóng góp chung với một số các bậc trưởng thượng. Thì cái đường Bel Air đã có cái tên đặt là sẽ là cái tên là Đại lộ Sài Gòn trên cái con đường Bel Air, cái đó là sao? Và Richard cũng xin nhắc lại những lời mà dân biểu đã nói. Trong thời gian gần đây, con đường Bel Air sẽ mang tên Đại lộ Sài Gòn. Còn gì hẹp hãnh diện hơn nữa, còn gì tự hào hơn nữa. Dân biểu đã mang lại rất nhiều vinh danh cho cộng đồng của mình. Lá cờ vàng sẽ luôn luôn tung bay ở trên thủ phủ của Texas, ở Houston và sẽ ở khắp nơi. Cờ đỏ sao vàng sẽ không bao giờ được phép lộ diện ra. Nếu ở đâu có người Việt tị nạn vẫn còn ở đó thì chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận và chúng ta sẽ luôn luôn xua đuổi chúng nó. Và hôm nay cũng là một cái ngày rất là hãnh diện cho cộng đồng người Việt của chúng ta, tại vì tất cả những vị dân biểu của tiểu bang Texas cùng đứng phía bên Hiệp Bậc Võ hồi sáng để bầu vinh danh cái cộng đồng người Việt của chúng ta, và Hiệp Bậc Võ nêu lên những cái điểm mà cần thiết cho cái cộng đồng người Việt của chúng ta, cái sự đóng góp, cái sự trưởng thành của đồng người Việt của chúng ta cũng như sự đóng góp vào trong những cái thành quả khác nhau của cho tiểu bang Texas, giờ về vấn đề học vấn, về vấn đề mà kinh tế và cũng như về vấn đề mà đóng góp vào cái vòng chánh, và hơn hết nữa là cộng đồng của chúng ta là những người rất là cần cù siêng năng để mà có thể lúc nào để cũng phục vụ lại cho cái đất nước đã cưu mang chúng ta. Và không quên nữa thì cũng cộng đồng Việt Nam cũng kêu gọi tất cả những vị dân cử đó cũng ủng hộ cái cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta, là cái biểu tượng của người Việt tị nạn cộng sản. Tất cả những người Việt tị nạn trên thế giới đều giữ cái lá cờ đó là một cái biểu tượng cho người Việt tại hải ngoại của chúng ta. Và sau đó thống đốc Greg Abbott cũng ra mà để cùng chia sẻ những cái cảm tưởng của thống đốc đối với cái cộng đồng người Việt của chúng ta, và cũng như để chúc mừng cái sự trưởng thành của cộng đồng người Việt của chúng ta. 40 năm thì chúng ta vẫn tiếp tục dạy dỗ con cái của chúng ta để cho các thế hệ thứ nhì được cái sự thành công vào mọi phương diện càng ngày càng nhiều nữa, và cũng như không quên mà để đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do, dân quyền và một cái nước Việt Nam rất là thịnh vượng, dân chủ. Và thưa một lần nữa, Hiệp Bậc Võ xin cảm ơn tất cả quý đồng hương.